Tính đến ngày 14 tháng 11, trên địa bàn thành phố Vinh có 5 địa phương xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, gồm Hưng Chính, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Đồng Vĩnh. Dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi đó công tác phòng dịch bộc lộ nhiều khó khăn, nhất là việc kiểm soát giết mổ. Cụ thể tại xã Nghi Phú, địa bàn có nhiều lò giết mổ nhỏ lẻ. Các hộ làm nghề tại đây tự mua lợn về làm thịt. Trung bình mỗi lò mổ làm thịt từ 3 đến 4 con lợn nhập cho các tiểu thương đem rải rác các chợ bán. Và chủ quan cho rằng nguồn nhập về đảm bảo. Gia đình tôi giết mổ thì cùng là mua lợn từ có nguồn gốc từ lợn công ty CP. Huyện Yên Thành, một trong những địa phương có số lượng lớn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lớn. Trong thời điểm số lượng dịch vẫn đang xuất hiện rải rác này, thì các lò giết mổ vẫn không hề có biện pháp khử trùng khử khuẩn để phòng mầm bệnh. Lò giết mổ tập trung tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, mỗi ngày trung bình giết mổ hàng chục con lợn. Cách thức kiểm soát dịch bệnh ở đây theo kinh nghiệm của cán bộ thú y viên cơ sở là chỉ thông qua quan sát trạng thái đàn lợn rồi cho vào lò mổ. Đấy là chị kiểm tra bằng mắt rồi thôi. Đấy là chiều là khoảng độ từ 2 giờ đến tầm dư là hết đấy. Thì họ về khoảng 3 nhà đi bắt thôi. Tại Nghệ An có 41 cơ sở giết mổ gia súc tập trung. Riêng huyện Yên Thành có 14 lò. Công tác kiểm tra giết mổ gia súc được giao cho thú y viên các xã phụ trách và theo dõi. Và thường chỉ kiểm tra khi đàn lợn được nhập về. Còn việc mổ lợn tại các lò vào khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng, thực tế chưa được kiểm soát kỹ khi thịt lợn thiếu dấu kiểm định. Để sớm khống chế, dập tắt cái dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, thì huyện Yên Thành tập trung chỉ đạo yêu cầu cả cái địa phương, cả cấp chính quyền là phải vào cuộc và yêu cầu cả cái chủ giết mổ lợn phải đưa gia súc vào giết mổ tại cả cái lò giết mổ gia súc tập trung. Thực tế với nhiều địa phương trong tỉnh hiện nay, việc thu mua lợn rồi đem đi mổ bán phần nhiều là chưa được kiểm soát chặt chẽ do nhiều xã huyện không có lò mổ tập trung. Người dân với tâm lý tiện lợi nên tự mua lợn từ nhiều nguồn nuôi khác nhau thiếu kiểm soát và mổ tại nhà đem ra chợ bán. Thực trạng là ở trong các hộ chăn nuôi là bà con vẫn tự giết mổ rất là nhiều và không chịu đưa vào các cơ sở giết mổ mà tập trung theo quy hoạch của chính quyền địa phương. Thì chúng tôi đã tăng cường chỉ đạo đối với công tác kiểm soát giết mổ. Nghệ An có tổng đàn nuôi hơn 1 triệu con lợn. Trên thị trường các quầy chợ hiện nay thì thịt lợn vẫn là nguồn thực phẩm được tiêu dùng phổ biến. Lợn thịt được nhập từ nhiều trang trại chuồng nuôi, việc kiểm soát giết mổ còn lỏng lẻo, không đầy đủ. Do đó nếu các địa phương không tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa các cơ sở giết mổ chui, thì dịch tả lợn châu Phi có thể sẽ tiếp tục lây lan từ hoạt động giết mổ.